anh là du ca, anh không lựa chọn được người ơi, dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể bay tới. Rồi đêm từng đêm trôi, nỗi nhớ dần trào trong anh, nhưng anh không thể. Sao đi xem phim bị té xe thôi. Nếu mà em không xài này, em dùng mấy lần sau là không phải dùng. Em sẽ cố gắng chịu được.
Mày hả? Lại vậy? À, lo kẹo kéo mà. Trời ơi,
Bữa nay chơi sang sắm loa chữ kéo nè, sắm hai loa luôn anh. À cái này nó đúng hơn là anh xài thôi, ok anh nhập về anh bán luôn. Này hai cái này là cái bự, cái này là cái nhỏ. Ừ. Thôi ngồi chơi đi xíu anh mở ra cho xem. Ok à. Mà thôi không quá. Anh biết em thích hát hò này nọ là anh. Trời ơi em quảng cáo đó. Em ca lẻ thôi à, em có hát được đâu anh. Em hát là đúng hơn á. Đâu, anh thấy em hát được mà. Trời ơi, cứ khen hoài người ta ngại mà khen đúng không à. Giờ anh bóc tem đó hả? Ok, giờ anh sẽ bóc tem luôn. Bóc tem. Vâng, và sau đây là một màn bóc tem. Ok. Ước gì mà cứ bị bóc tem. À chết. Em là lỡ lời. Trời ơi, khao khát bao nhiêu năm của em rồi đó anh. Mà không ai bóc tem hết á. Tức ghê đó. Ok. Rồi. Dữ ta. À. Micro nè. Trời ơi, mấy một hộp micro vậy. Ừ. Trời, để này xíu cho. À, đẹp không dễ thương không? Trời ơi. Cái cân vậy? Mà có nặng lắm không? Cái này hả? À. Cái này chắc tầm 3 kg hả? Ồ, vậy cũng nhẹ mà đâu ấy lâu. Sắp đi đâu cũng tiện như sắp cái vali vậy đó. Ừ. Rồi cái mít nhìn đã vậy ta. Ủa? Mà em sang thì đúng sang luôn. Mà em biết anh chữ cái đầu anh là chữ gì không? Đó. Trời ơi, cái chữ cái đầu luôn. Đúng rồi. Bây giờ là anh đang kinh doanh cái phòng loa để nó phương lại trên bước cùng. Dạ. Anh đang kinh doanh cái. Anh đang kinh doanh cái dòng loa rất là cao cấp, âm thanh hay lắm. Mà còn có chữ cái đầu của anh là chữ B nữa. Để anh lấy điện thoại. Vậy mà bữa giờ giấu em không mà không giới thiệu gì hết. Thì sẵn đây nè, sẵn rồi giới thiệu luôn. Vậy đợi em qua cho bất ngờ phải không? Đúng rồi. Anh sẽ test âm thanh cho em nghe. Rồi đã luôn. Ủa cái này nếu mà mình nghe ở trong nhà với nghe bên ngoài nó sẽ khác đúng không anh? Âm thanh mình nghe sẽ khác hơn đúng không? Nói chung là đúng là nó có khác nhưng mà cái nào nó cũng sẽ hay hết chưa? Cái ở bên trưa đâu ta? Nghe ấm quá ta. Không. Cái loa có 3 kg mà đã không? Ấm thiệt. Alo. Âm thanh rất là hay luôn. Rất hay luôn. Em từng nói hạnh phúc lớn nhất là có được anh. Em muốn sống bên anh như thế đến hết cuộc đời. Không cần giàu sang, cứ thế hai ta chung lối. Không gì có thể khiến đôi mình chia đôi. Nhưng giờ điều gì làm em đã đổi thay? Anh biết mình không sai, em cứ muốn ta chia hai. Bước đi không nhìn lại, em không nhớ lúc xưa khờ dại. Nói yêu anh mãi mãi, giờ em bước đến bên ai? Anh biết phải làm gì khi suy nghĩ. Vừa mic trời vừa ơi, loa chắc là em phải mua về luôn á, em phải mua luôn nè. Em ốt về
hay lắm nè. Rồi nghe khá là đã hết trời luôn. Rồi bây giờ cái này là cái nhỏ gọn nè, để mình sắp đi đi du lịch đi chơi này nọ. Cái này là có thể là hát mọi lúc mọi nơi luôn. Đó. Chắc là em phải mua cái này về luôn. Ok. Luôn tại được cái là đam mê hát lắm anh, mà người ta không nghe thì mình cứ hát thôi, kệ không sao, không sợ. Mà cái bài hát này nha, thấy quen lắm nè, hình như là bữa em có nghe demo của nó ở trên YouTube mà anh hát với hai người bạn của anh được đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, em nghe đúng một lần em nhớ luôn á. Quá dữ. Biết sao không, cái lời bài hát hay á, với cả cái câu hạnh phúc nhé người ôm em khi ngủ say, là trời ơi, đúng ý nghĩa luôn. Hạnh phúc nhé người từng ôm anh khi ngủ say đúng không? Đó. Ok, bây giờ là anh đã bóc tem cái loa nhỏ rồi, giờ anh bóc tem cái loa lớn cho em xem luôn nha. Em là cứ bị gỡ lời bị vấp vấp ở cái khúc đó anh. Khó nói, khó nói. Rồi bây giờ anh sẽ cho em xem cái loa bự. Rồi bự dữ luôn á. Cái này mà để em vác đi là thôi nó đẹp luôn á. Nhưng mà hình như nó này sẽ thì... có cái tay kéo không anh? Đúng rồi, đúng rồi. À. Tại vì đây là cái dòng loa kéo cao cấp của Rosin nè. Em cầm giùm anh cái hộp với tôi nha. Cái loa này thì nó... bây giờ anh sẽ hát thử cho em nghe một bài cái loa này nha. Cái loa này là 5.6 triệu. Có gì ơi. Có gì nếu mà em lấy cái loa này liền anh bớt em 50.000 luôn, 5.550.000. Nghĩ mà tức á. Nghĩ sao bớt 50.000 cho em vậy? Nhẹ ra là em mà lấy đó. Anh là phải nói anh bớt 5.6 triệu đúng không? Anh bớt xuống còn 5 triệu thôi. Nghĩ sao không bớt 50.000? Vậy thì anh hết lời rồi. Chị em thêm cái loa này nữa, lại cái loa này được rồi. Nhắm mắt đi. Chưa chỉnh luôn, mới đem ra chưa biết chỉnh sao luôn. Cũng đã lâu rồi mình không thấy nhau. Em ra sao? Hạnh phúc đang say không nào? Bên anh thì mưa, bên em có nắng chưa? Bao nhiêu dư thừa chôn giấu kỷ niệm xưa. Giá như lúc này người ở bên anh, từ đầu gục ngã. Bình yên trong anh đến lạ. Yêu em thật nhiều, nhưng anh phải gặp đắng cay bao điều. Gió rét từng cơn, cô đơn xiết anh chẳng hơn. Biết không em, đoạn đường mà ta qua, nhiều lúc vô tâm, đôi khi anh vội vã. Đã làm em phải buồn, đã làm em phải từng sử dụng á, nếu mà hát mà hay tầm giá này chắc phải 10 mấy triệu á, chứ không thể nào mà có 5.6 triệu đâu. Tại vì anh thực chất cái giám đốc công ty này là cũng giống như là họ hiểu được cái nhu cầu của khách hàng cần bao nhiêu tâm lý với lại cái giá nếu mà cao quá thì những người giống như bình dân như anh sao mà mua nổi. Ép buộc là phải có cái giá như vậy. Ok, 5.6 triệu quá hay, âm thanh rất là ấm. Vậy mà lâu nay anh cứ tưởng đâu cái loa mà anh đang xài là ngon nhất chứ. Nói thiệt với mọi người luôn, mọi người có nhớ mấy cái anh em có nhớ cái loa mà Phúc hát từ trước tới giờ mà kênh YouTube của Phúc chỉ có một cái loa kiểu kéo không?
Đó là cái loa đó, Phúc nói thiệt luôn là Phúc mua 7 triệu mà âm thanh mọi người thấy không, cái này 5 triệu 6 mà nó ăn đứt cái loa đó luôn. Hay bây giờ vậy đi, anh nghĩ là có thể là trong nhà hát nghe hay, bây giờ anh em mình thử ra ngoài quán nhậu hát ở ngoài quán nhậu thử coi âm thanh nó còn hay không. Mình chơi lớn luôn ha. Chơi lớn luôn chơi. Thì lỡ hôm nay qua đi chơi với anh thì chơi luôn ý. Thôi lỡ làm anh giận rồi nên bù lỗi. Chứ sao nữa. Dạ. Ok. Vậy thì bây giờ okay như vậy à, bây giờ anh em mình tắm rửa, sửa soạn, thay đồ, cùng nhau ra ngoài quán nhậu nha. Ok. Rồi đi thôi mọi người ơi. Đi thôi. Xin chào tất cả anh em nha. Hiện tại thì Phúc với lại em gái đã có mặt tại quán nhậu rồi. Bây giờ thì Phúc với lại Hảo sẽ thử hát loa kéo Pro Sin tại quán nhậu để coi âm thanh nó có hay hơn ở nhà không nha mọi người. Em rung quá, lần đầu làm chuyện đấy. Em chưa là hát ngoài quán nhậu vậy á. Dạ. Thôi vì anh trai hôm nay thử hát nha. Chắc là cho em làm 5 chai bia rồi em hát. 5 chai bia rồi mới hát à? Ok. Lớn nhất là có được anh, em muốn sống bên anh như thế đến hết cuộc đời. Không cần dâu xa, cứ thế hai ta chung lối. Không gì có thể khiến đôi mình chia đôi. Nhưng giờ điều gì làm em đã đổi thay? Anh biết mình không sai. Em cứ muốn ta chia hai, bước đi không nhìn lại. Em không nhớ lúc xưa khờ dại, nói yêu anh mãi mãi. Giờ em bước đến bên ai, anh biết phải làm gì khi suy nghĩ em đã sai. Em nay đã lớn, đã biết toàn tình tương lai của mình. Biết hạnh phúc của em không phải là anh. Không muốn ai biết em từng yêu anh, lo lắng cho em nhiều hơn. À, anh em ơi, nãy giờ thì có thể là mọi người sẽ nói là chắc do ông Phúc này không hát được cho nên cái loa nó mới hay. Thì bây giờ Phúc sẽ thử trải nghiệm, Phúc sẽ đem cái loa mini Pro Sin 2 triệu 3 này cho một vị khách ở đây hát. Thử coi là họ có hài lòng với chất lượng của Pro Sin không nha, mọi người theo Phúc nha. Vâng, em chào anh trai. Anh ơi, hôm nay em đang quay một clip gọi là review loa mini của Pro Sin. Thì em muốn mời anh hát thử một bài. Bài gì cũng được, hát hay hát dở không quan trọng. Đúng rồi. Ok, em để loa ở đây nha. Rồi, mời anh cầm micro, anh hát bài gì em mở cho anh nào. Đỡ có lúc anh mong tim mình bé lại, đến nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đỡ có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phai mờ. Nếu không hát lên nặng lòng ra riêng, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Quá hay mọi người ơi, mọi người thấy cái loa 2 triệu 3 có hay không? Bình minh khuất lớp sau màn đêm, chứ lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em. Giọt tan bao yêu dấu,
anh có thể cho em biết cái gọi là cái cảm giác của anh khi mà anh hát trên cái loa mini di động 2.3 triệu của Pro Sync, anh cảm thấy như thế nào? Đầu tiên thì mình cầm cái mic này nè, mình thấy nó rất là nhẹ tay và khi mình hát cái mic rất là hút, cho nên là đảm bảo là kể cả những người mà có hơi yếu một chút á thì hát mình cũng cảm thấy rất là thoải mái, tạo cảm giác là rất là tự nhiên và tự tin cho người hát. Về chất của cái loa này thì mọi người nãy giờ cũng đã nghe rồi. Ở đây là mình đang hát ở không gian ngoài trời nha, bốn bể đều là bờ kè không, gió lộng, cho nên là với một cái loa mà nó chỉ nghe và nhỏ như thế này thôi thì chúng ta cũng biết là đó, âm thanh nó ra thứ nhất là rất là trung thực ha, thứ hai là đủ sức lớn. Thì khi mà các bạn mua chiếc loa này về ha, mà đặc biệt là các bạn mà hát ở trong phòng á, thì bảo đảm là dù phòng bao nhiêu mét vuông hay chăng nữa thì nó cũng sẽ rất là hay. Giống như là mình tích hợp luôn cả nguyên một bộ âm dàn âm thanh vào nhà mình. Còn nếu mà các bạn mà có điều kiện hơn, mà các bạn muốn ra một cái âm thanh mà phải nói là thậm chí là bao là hard rock luôn á, thì chúng ta có thể mua cái loa bên phía kia 5.6 triệu phải không ạ? Đúng rồi, cái loa anh kia. Đó, cái loa bên phía kia 5.6 triệu là hát là chỉ phải nói là chất của chất và đỉnh của đỉnh nha mọi người. Xin cảm ơn Vĩnh Phúc ngày hôm nay rất nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào tất cả anh em. Thì anh em thấy không, ngay cả khách cũng có thể hát rất là hay. Thì anh em cứ yên tâm, ai hát hay hay là hát dở hay là không biết hát, chỉ cần mua cái loa này là về biết hát hết. Loa nhỏ 2.3 triệu, còn loa mà gọi là âm thanh khủng giống như là đám cưới vậy á, thì anh em thì mua cái loa ở dưới 5.6 triệu. Nhớ nha. Mà Hảo, anh nói thiệt, từ hồi chiều tới giờ qua chơi với anh, hai cái loa này em thích cái loa nào? Thực ra để mà nói thì em là em rất là thích cái loa lớn. Cái gì em cũng thích bật. À nhầm. Em lại lỡ lời mất rồi. Thực sự là cái âm thanh của cái loa lớn nghe nó đã cực kỳ, kể cả là ở trong nhà hay là ở bên ngoài cũng rất là đã luôn. Còn cái loa nhỏ thì nó lại có cái hay riêng của nó. Nếu như mà mình để mà hát ở trong phòng và hát với gia đình này kia thì em nghĩ cái loa nhỏ lại rất là phù hợp. Dạ, yeah. Nên em nói là em thích cái lớn là tại vì cả alo. Đây là chiếc loa 2.3 triệu thôi nha mọi người ơi. Loa mini 2.3 triệu. Chờ em dưới góc phố hàng đêm, anh hát đi khúc ca trao tặng em, nói với em rằng tình yêu anh đây dành cho em. Dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời, đời anh là du ca, anh không lựa chọn được người ơi. Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với tới. Rồi đêm từng đêm trôi, nỗi nhớ dần trào trong anh, nhưng anh không thể nói tiếng yêu em. Từng ngày cứ thế anh vẫn lặng thầm nhìn em giữa dòng đời, rồi nhìn ngược về anh biết anh là ai. Chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em, mà anh không thể. Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời ta lạc mất nhau. Ok mọi người thấy không? Bây giờ như thế này nha, ai, những anh em nào của Phúc mà xem clip này mà muốn giống như là thứ nhất là mua loa kéo về để hát karaoke gia đình vui, cũng như là muốn mua loa để ủng hộ cho Phúc, thì mọi người hãy gọi cho Phúc số điện thoại là 0962 131 949. Phúc sẽ gọi là tư vấn tất cả cho anh em. Cái loa bé xíu như thế này nhưng mà âm thanh rất là hay, mọi người thấy không? Cái loa chưa tới 3 kg, bây giờ chưa, Phúc cho maximum luôn đi là 5 kg luôn đó. Với 5 kg mà âm thanh hay như thế này thì chắc chắn là Phúc nghĩ là mỗi gia đình, mỗi anh em nên có một cái đi để có thể đi du lịch, đi nhậu,
hoặc có thể là điều cua gái đó, giống như Phúc đó, ông xích cái loa đi hát là có gái liền. Thì cái loa như thế này đó là giá 2.3 triệu nha anh em, chỉ có 2.300.000 thôi anh em sẽ có một chiếc loa như thế này đó. Còn cái loa ở dưới âm thanh khủng hơn, to hơn là 5.600.000, loa của hãng Brosyn có ký hiệu chữ B đó, giống như là tên của Phúc vậy đó, có chữ B nha anh em, anh em nhớ ủng hộ cho Phúc nha, 0962131949 để anh em mua loa kéo ủng hộ cho Phúc nha. Loa nhỏ trên với một âm thanh rất là hay đó, nhỏ xíu mà có vỏ đó đó. Loa này Phúc cảm thấy giống Phúc nè, nhỏ nhỏ mà hát rất là to. Anh em nhớ mua loa này nha. Còn loa ở dưới là dành cho những anh em nào mà thích mở nhạc sàn bay nhảy rồi đó, thì mình mua cái loa ở dưới, nhớ gọi cho Phúc để mua loa nha anh em nha. Rồi, và không biết nói gì hơn, Phúc xin chúc cho tất cả anh em gặp nhiều may mắn. Bye bye anh em.